Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng rượu tuyển chọn. Thì video buổi trưa ngày hôm nay thì em Dương lại tiếp tục lên cho anh em áo polo nha em nhé. Thì hôm nay thì em sẽ lên cho anh em khoảng 30 mã áo polo, đồng giá là 199k cho một sản phẩm, free ship toàn quốc cho anh em nhé. Anh em nhận hàng thì có thể là mở hàng ra kiểm tra, mặc thử thoải mái. Nếu mà không ưng hoặc không hài lòng về sản phẩm thì xin vui lòng gửi lại cho ship giúp em. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về anh em nhé. Thì hôm nay thì với giá 199k cho một sản phẩm bao ship thì em cũng lên cho anh em rất nhiều các cái thương hiệu lớn. Như là hôm nay em có Lacoste này, có Lacoste này, có Adidas này, có Fila này. Ngoài ra thì Tommy này và rất nhiều các thương hiệu lớn khác anh em nhé. Hôm nay em sẽ lên từ mã P371 nhé, tiếp tục mã ngày hôm qua. Thì mã đầu tiên là em lên cho anh em một con Lacoste màu hồng. Hồng, con này hồng đậm nha anh em nhé. Theo là cốt này, con này form size số 4 này. Con này độ mới nó rơi tầm khoảng độ 88% anh em nhé, 87-88%, không được 90 đâu anh em nhé. Cục ngọc trai của nó này. Mã P371 này, vai 45, bụng 53, dài áo là 69 anh em nhé. Dài áo là 69 này. Đây, của em là cốt màu hồng. Đây. Nói chung là với giá 199k một con la cốt độ mới tạm ổn như này. Đây, con này made in Japan này, nghĩ là khá là ok. Đây, chất liệu cô tông nhá, 100% made in Japan. Đây, anh em là chưa có màu này lấy về mặc là thay đổi anh em nhá. Đây, cổ của nó thì thực ra đây là anh em nhìn này, cổ áo của nó là còn nguyên, không bị sờn một tí nào anh em nhá. Ở mã P371 này, vai 45, bụng 53, dài áo là 69. Ở mã tiếp theo này, bọn em Lacoste tiếp này. Con này form size số 5 nhá. Lacoste tiếp này, form size số 5 này. Đây. Con này thì cũ hơn một tí, con này độ mới rơi khoảng 85%. Ở mã P372, vai 43, bụng 54, có dài áo là 68 anh em nhé. Dài áo là 68 này. Đây, con này là cái màu gọi là màu kem, nhưng mà nó hơi ánh gọi là ánh xanh một tí, ánh xanh xanh lá mạ một tí. Đây, con này là 85% cốt tông nhá, còn lại là pha với cả polyester, tác của nó đây anh em nhé. Con này cũng mới đi Japan anh em nhé. Đây, chưa đến 200 nghìn còn là cốt. Mã P372 này, vai 43, bụng 54, dài áo là 68 anh em nhé. Con này độ mới chỉ khoảng 85% anh em nhé. Mã tiếp theo này, Lion Scott này. Đây, con này họa tiết theo này. Đây, thương hiệu này thì là cũng rất nổi tiếng rồi. Đây, vừa cục làm đẹp đấy anh em. Đây, áo này áo sáng màu này, cho anh các chú mặc rất là hợp lý luôn. Con này là made in Singapore nhé, 60% cốt tông, 40% là polyester, tác của nó đây anh em nhé. Đây, con này rất mới rồi. Đây, con này độ mới rơi tầm khoảng 90% anh em ạ. Đây, áo sáng màu. Những con áo của Lion Scott thì là nó không bán ở Việt Nam, nhưng nó bán nước ngoài đó anh em. Bán bên châu Âu thì giá của nó khoảng 150-200 bảng Anh. Mã P373, bụng 53, dài 70 nhé. Đây, con này nó không có vai, em đo bụng thôi. Bụng 53, dài 70. Lion Scott. Đây. Bên này là cũng theo tiếp anh em này. Đây, bên này là cũng theo con chim đại bàng anh em nhé. Con này made in Singapore. Tác nó trên này hết rồi anh em nhé. Đây, tất cả thông tin sản phẩm nó đều ở trên này hết rồi. Con áo Lion Scott gần như mới. Đây, mã P373. Mã tiếp theo này, con này áo Montoki nhé, Scott Hill. Một con áo gọi là rất là phong cách ấy. Đây, cho anh em trẻ trẻ mặc, mặc theo cái kiểu phong cách ấy. Đây. Đây, bên này nó có theo Scott Hill này. Đây là nó làm chỗ này đây anh em này. Đây, làm cái gọi là cúc kim loại này, bài cúc này, rất to luôn này. Đây, bên trong là có khóa kéo đây anh em nhé. Đây. Đây, con này độ mới rơi tầm khoảng 95%, áo rất là đẳng cấp luôn. Anh em mặc thỉnh thoảng đi tiệc ấy, hoặc là đi sự kiện, mình mặc thay đổi ấy. Đây, con áo Montoki. Lần này em thấy con áo Montoki của Nam cũng khá là hot. Mã P374 này, vai 49, bụng 49, dài áo là 65 nhé. Montoki thì em sẽ mặc theo kiểu mình rộng rộng một chút ấy. Cái dài 65 thì anh em tầm khoảng 50-55 cân mặc cho em thôi. 70% là cốt tông nhá. Còn lại là pha với cái chất len ấy. Tại vì con này là có một số cái chỗ nó là bằng len. Đây. Pha với len mỏng.
mã P374, vai 49, bụng 49, dài 65 anh em nhé. Dài 65. Ở mã tiếp theo này, của em Valentino này, bộ này quá đỉnh rồi. Đây, Valentino thì con nào cũng phải củ trở lên anh em nhé. Đây, Valentino Paris này, Claudio Valentino Paris này. Đấy, con này thì là nói chung là về cơ bản chất áo nó rất là mới. Đây, cúc dập hiệu nhá. Còn cái cổ áo anh em nhìn này, nó gọi là nó hơi bị ấp màu một tí, nhưng mà màu của nó cũng thực ra là không nhìn ra được anh em nhá. Đây này. Đấy, cổ anh em nhìn kỹ này. Còn thực ra nó đây. Nó gọi là nó hơi lấm tấm một tí ấy, mà thực ra nhìn cũng không nhìn ra được. Đây. Không thể nhìn ra được. Đấy, một con áo vài cổ thì nó hơi một tí, em bán 199.000 bao ship cho anh em. À, với con áo này ra nó không bị lộ các cái phần ấp màu của nó ấy, tại vì là cổ áo nó cũng cái màu nâu ấy. Đây, em nhìn kỹ này. Đây. Đấy. Đây là gần như là con áo này nhìn vào thì nó vẫn như là hoàn hảo thôi. Ở mã P375 nhá, vai 48, bụng 52, dài áo là 69 anh em nhé. Dài áo là 69. Đây, cốt tông 100% hàng made in Japan. Tác này nét căng rồi anh em nhé. Đây, nét căng luôn. Áo rất mới. Ở mã P375 nhé, vai 48, bụng 52, dài 69. À, mã tiếp theo này, Santa Barbara. Đây, một con áo gọi là phong cách rất là lịch sự. Đây, cái chỗ viền túi áo của nó đây, nó làm caro trông rất là sang. Chỗ này là cái logo in nhiệt của nó này. Đây, cổ áo này, nó có viền cổ áo trông rất là đẹp. Đây, bên này cũng có một cái in này. Đây, là cái hình thêu, đây là thêu liền với cái cổ áo. Đây, các cổ này, cúc dập hiệu anh em nhé. Áo rất là sang. Con này mới tinh luôn. Này, cổ áo nó cũng caro này. Rất là đẹp luôn. Mã P376 này, vai 46, bụng 51, dài áo là 72 anh em nhé. Đây, một con áo chất liệu của nó rất là thoáng ấy. Đây anh em nhìn này. Chất liệu rất là thoáng mát, áo màu đen. Rất lịch sự. Độ mới lại cao. Con này là 52% là polyester nhá, 48% là cotton. Cũng made in Japan anh em nhé, cũng dự phòng tác này, rất mới luôn. Ở mã P376, vai 46, bụng 51, dài 72. Ở mã tiếp theo này em áo của Dunlop này. Dunlop này. Rồi, cúc dập hiệu Dunlop này em nhé. Họa tiết in ở trên túi áo này. Đây. Thương hiệu này từ năm 1888 nhé, Dunlop này. Đây, Dunlop thì thương hiệu quá nổi tiếng của Nhật rồi. Đây, con này độ mới có khoảng 95%. Mã P377 này, vai 46, bụng 52, dài áo là 68 anh em nhé. Dài áo là 68 này. Đây, con Dunlop rất mới, chất liệu thể thao. Đấy, con này cũng made in Japan này. Polyester là 45% polyester, 55% cotton nhé. Áo này pha cotton với polyester. Đây, con áo Dunlop rất mới, họa tiết cực đẹp luôn. Ở P377 nhé, vai 46, bụng 52, dài áo là 68 anh em nhé. Mà tiếp theo này em áo của Hang Ten này. Hang Ten họa tiết theo này. Đây, cái áo bùng nâu này em thấy các chú bác rất là thích. Cúc của nó cũng dập hiệu nha anh em nhé. Con này độ mới rơi tầm khoảng độ 90%. Đây, áo nâu kẻ này anh em nhé. Mã P378, vai 44, bụng 47, dài áo là 64 anh em nhé. Dài áo là 64. Con này là cotton 100%. Con này tác nó hơi bị mờ một tí thôi anh em nhé. Tác con này nó hơi mờ rồi. Này, áo cotton 100%. Áo của Hang Ten. Mã tiếp theo này, con này có Linh X này, thương hiệu của Mỹ nhé. Áo con này chất polyester thể thao, co giãn 4 chiều. Đây, cúc. Chỗ này là in nhiệt anh em nhé. In nhiệt này. Cúc của nó cũng dập hiệu chữ Linh X này. Con này mới lắm anh em ạ. Con này mới nó phải đến 95%. Đây, Linh X này, USA Mỹ. Đây, cổ áo bên trong này nó cũng làm cùng màu rồi. Mã P379 này, vai 52, bụng 55, dài áo là 70 anh em nhé. Dài áo là 70 này. Đây, một con áo rất mới luôn. Con này thì là polyester 100%. Tác nó hơi mờ một tí rồi anh em nhé. Tác con này hơi bị mờ rồi.
ta hơi mờ. Mã tiếp theo này, con này của Stexcel này, thương hiệu này từ năm 1962, form size L anh em nhé, độ mới con này cực cao luôn, 95%. Họa tiết ngựa thêu ở trên túi áo này, ngựa thêu này. Này, cúc của nó thì là cúc trơn anh em nhé, cúc trơn này, con áo kẻ. Mã P380, vai 44, bụng 51, giá áo là 65 anh em nhé, giá áo là 65, đây, áo rất mới luôn. À, 75% là polyester nhé, còn lại là cốt tông. Đây, con này hàng made in China. Made in China. Mã tiếp theo này, US Polo nhé, thương hiệu này từ năm 1890. Form size M. Đây, ngựa thêu đẹp anh em nhé, ngựa thêu màu trắng tinh luôn. Cúc dập hiệu này, cúc dập hiệu, con này độ mới nó rơi tầm khoảng độ 88%, 88-90% này. Đây, bộ áo này. Đây, trên này nó có thêu số 3 nhé. Đây, nó thêu thêu số 3 này, rất đẹp luôn này. Ở mã P381 này, vai 40, bụng 45, dài áo là 65 anh em nhé, áo màu đen trơn. Đây, áo màu đen trơn. Con này cốt tông 100%, hàng của Nhật, made in Japan. Các mới nét căng luôn. Đây, một con áo ngựa thêu to cho anh em này. Mã tiếp theo này, con này của X-Club này. Đây, thương hiệu này cũng giống Valentino ấy, bán nó thiết kế áo toàn cho các chú các bác mà. Đây, phong cách cho các chú các bác. Con này cúc nó dập hiệu này, cúc dập hiệu anh em nhé. Đây, áo rất là đẹp luôn, độ mới 90%. Mã P382, vai 44, bụng 48, dài áo là 67 anh em nhé. Áo màu hồng nhạt. Áo này, con này áo kiểu chất của nó rất là thoáng ấy. Đây này, chất của nó làm rất là thoáng. Con này là made in Japan luôn anh em nhé, chất liệu là cốt tông 100%. Đây, made in Japan, cúc dự phòng này. Mã P382. Mã tiếp theo này, áo Paris, Pachizio Francesca. Đây, con áo Paris, Pháp. Đây, cúc của nào nó cũng dập hiệu hết anh em nhé. Cúc này là cúc bấm này, đây anh em này, đấy, cúc bấm này. Đây, cái màu này các chú các bác mặc rất là lên form, rất là đẹp này. Mã P383, vai 48, bụng 50, dài áo là 66 anh em nhé. Dài áo là 66 này. Đây, một con áo mới 95%, áo như mới anh em nhé. Đây, con này là 70% cốt tông, còn lại là pha với cả polyester, tác như mới. Đây, cúc dự phòng này. Đây, một con áo trông cực sang luôn. Đây, và tiếp theo này, đẹp luôn. Mã tiếp theo này, Mr. Pin này. Đây, một con áo màu cực kỳ nhã nhặn nhé. Đây, áo họa tiết kẻ ngang cực kỳ nhã nhặn luôn anh em này. Đây, đây cho các chú các bác nào thích cái phong cách gọi là giản dị ấy. Đây, cúc của nó này, làm rất đẹp. Con này độ mới nó rơi tầm 95% anh em nhé, 95%. Mã P384 này, vai 45, bụng 47, dài áo là 66 anh em nhé. Dài áo là 66 này. Đây, áo rất mới luôn. 55% là cốt tông nhé, còn lại là polyester. Đây, tác này anh em nhé. Đây, chất liệu con này rất sờ rất là sướng tay nhé, mềm. Cái màu này mặc nó cũng dịu mát ấy, nhưng mặc màu này rất đẹp này. Mã tiếp theo này, con này là Simple Line nhé. Simple Line áo màu hồng kẻ caro đẹp quá anh em. Đây, con này họa tiết thêu này. Đây, con này độ mới khoảng 90% anh em nhé. Simple Line này, form size L này. Mã P385 này, vai 47, bụng 51, dài áo là 65 anh em nhé. Dài áo là 65. Đây, áo họa tiết màu rất là đẹp. Mã tiếp theo này, con này của Lindbergh này. Lindbergh này anh em nhé. Đây, con này là cổ nó hơi bị xước một tí tí ở chỗ này anh em, anh em nhìn kỹ cho em này. Đấy, thế còn lại là áo nó cũng rất là mới nhá. Áo con này vải cực kỳ thoáng luôn. Đây anh em nhìn này, áo vải của nó làm nó rất là thoáng này. Đây, thương hiệu này thì áo nó không đắt lắm đâu, nó cũng chỉ dao động khoảng 800 đến khoảng 1,2 triệu thôi. Đây, con này họa tiết túi này. Đây,
tất cả của nó đều là họa tiết kẻ hết. Ở mã P386 này, vai 42, bụng 47, dài áo là 62 nhé. Con này áo làm cực nhẹ luôn. Con này là chất liệu là 40% cốt tông nhé, còn lại là polyester, nó pha. Đây, tác này em nhé. Đây, tác con này hơi mờ một tí thôi. Ở mã P386, vai 42, bụng 47, dài áo là 62. Ở mã tiếp theo này, con này là áo của... Con này áo của Head. Đây, con này áo tennis. Áo của Head này, đây, cái logo nó hơi bị bong một tí thôi anh em nhé, đây. Đấy, cho nên là con này thì em sẽ bán rẻ cho anh em, tại vì logo này nó hơi bị bong rồi. Đây, con này thì em bán rẻ 100.000 thôi, cho anh em về thể dục thể thao. Đấy, nó hơi bong một tí. Thế còn lại về chất áo, thứ áo thể thao, đây con này. Rất là mới anh em nhé, rất là mới này. Đây, cổ áo anh em nhìn này, mới tinh luôn. Cúc dập hiệu chữ Head này. Ở mã P387 này, ở vai 41, bụng 50, dài áo là 63 nhé. Dài áo là 63. Đây, con áo của Head, áo tennis. Tennis thì áo tennis anh em mặc cực mát luôn. Đây, polyester 100%. Đây, áo của Head này. Mã P387 nhá, vai 41, bụng 50, dài 63. Đây, áo tennis. Ghi danh 100.000 nhé. Mã tiếp theo này, áo của Palmer nhá. Palmer này. Đây, họa tiếp theo này, đây, cái màu nâu nhạt này các chú bác mặc rất là đẹp này, mà con này nó áo nó sợi nó làm rất thoáng này, cực thoáng luôn. Áo của cái thương hiệu này thì nó cũng chỉ dao động khoảng độ 70 đến 100 đô thôi, không phải đắt đỏ lắm. Đây, cúc của nó làm giống kiểu cúc của Lacoste này, màu trông rất đẹp luôn. Mã P388 này, vai 41, bụng 49, dài áo là 65 anh em nhé, dài áo là 65. Đây, áo rất mới luôn, con này như áo mới. 75% cốt tông nhá, còn lại là pha với cả polyester. Tác của nó đây anh em này. Đây, nó không bị mờ quá đâu, chẳng qua nhìn nó bóng. Mã P388 này, vai 41, bụng 49, dài 65. Mã tiếp theo này, Kenmare là một con áo thể thao mới 97-98% nhá anh em nhé. Áo như áo mới, cái màu rất đẹp này, màu dễ mặc, màu xanh đậm. Đây anh em nhìn này, áo như áo mới, con này thiếu mỗi cái tag của thôi. Đây, em may form size M. Ở mã P389 này, ở vai 49, bụng 50, dài áo là 66 anh em nhé. Dài áo 66 này, đây bên này có thêm cái họa tiết in của nó này. Chất liệu là polyester thể thao nhé, chất thể thao 100% này, tag này. Mã tiếp theo này, con này của PPFM nhé. Áo nó in cái chữ K-Big rất đẹp đấy anh em nhé. Đây, con này anh em đi chơi thì thua mỗi con át thôi anh em nhé, gần như là vô đối rồi. Đi chơi tự tin luôn, cúc đẹp lắm anh em ạ. Đây, cúc như kiểu viên kim cương ấy. PPFM này, đây, áo của nó thì đều là họa tiết in này, Joker này. Mã P390 này, vai 47, bụng 49, dài áo là 69 anh em nhé. Là 69 này, đây. Đây nó có viền tay, viền áo rất đẹp này. Đây có 199.000 thì cho anh em mình đi chơi ấy. Đi chơi mặc cho vui. Chất liệu là cốt tông 100% nhé. Con này là made in Japan. Cốt tông 100%. Đây, áo họa tiết rất hay. Ở mã P390 nhé, vai 47, bụng 49, dài áo là 69. Tiếp theo là Tommy Hilfiger này. Ôi, con này cung gỗ đẹp quá anh em. Cung gỗ này. Đây, con này độ mới nó khoảng 90% nhá. Đây, họa tiết thêu rất là to đẹp nhá, chữ H này. Đây. Áo này cho nó làm kiểu áo là vintage ấy, kiểu nó hơi trông nó hơi cũ thôi. Về chất áo thì nó không phải cũ đâu anh em nhá. Đây. Ở mã P391 này, vai 44, bụng 48. Dài áo là 68 anh em nhá. Dài áo 68 này.
Con này là made in Philippines nhé, chất liệu là cốt tông 100%, tag đây anh em nhé. Tommy hai finger, mã pay 391 này, vai 44 48, dài áo là 68. Mã tiếp theo này, một thương hiệu của Pháp này, Renoma Italy, con này made in Italy luôn anh em nhé, rất tại Ý luôn. Cúc của nó là cúc kim loại này, đây cúc nào của nó cũng dập hiệu, trông rất sang luôn. Độ mới con này nó phải 95%. Đây, Renoma Paris. Con này cho anh em nó ra sáng mà con này cực đẹp luôn này. Mã P392 này. Vai 52, bụng 51. Dài áo là 67. Dài áo là 67. Cốt tông 100% nhá, made in Italy. Đây, cúc dự phòng em nhé. Đây, áo rất mới luôn. Mã tiếp theo là em áo Asics nhá. Asics nhưng con này nó là áo cốt tông, áo cốt tông. Đây, tiếp theo Asics này. Đây, con này form size M này. Mở con này độ mới khoảng 95% nhá, áo rất mới. Mã P393 này, vai 40, bụng 50. Dài áo là 63 anh em nhé. Dài áo 63. Đây, con này là 65% cốt tông. Còn lại là polyester, hàng made in Japan, tác này em, cũng dự phòng này. Đây, áo đen trơn này. Mà tiếp theo này, em áo màu xanh cổ vịt rất đẹp này. Con này red tác này. Đây, cúc nó làm rất đẹp này anh em này. Con này độ mới nó khoảng 90% nhé, 90%. Đây, còn tiếp theo của nó này. Mã P394 này, vai 40, bụng 46. Dài áo của nó là 74 nhé anh em nhé. Dài áo 74. Là 74. Áo này thì hơi kén người mặc cái màu này. Chất liệu là cốt tông 100% này, nhưng mà chất con này mềm sướng lắm anh em ạ. Chất con này mềm lắm. Mã P394 nhá. Vai 40, bụng 46, dài áo là 74. Mã tiếp theo này, em con này áo của Lancer Paris này. Họa tiếp theo này, con này áo đẹp lắm anh em ạ. Áo này mặc rất nổi luôn này. Độ mới khoảng 90% nhé. Đằng sau này nó có chữ Lancer này trên cổ áo này. Đây, trong trắng này, trong trắng nha anh em nhìn nha anh em nhìn này, nhìn nó làm đỉnh cao không? Ngoài mình nhìn vẫn ra chữ Lancer, đấy quá đỉnh cao. Cái thương hiệu này thì áo của nó cũng rất là đắt đấy. Của nó thì em tra này là của Lancer Paris này thì là giá của nó là cũng thấp nhất là 1,8 triệu, 1,8 triệu đến tầm khoảng 3,8 triệu một con áo. Đây, cúc dập hiệu anh em nhé, cúc dập hiệu này. Đây, con này anh em mặc rất nổi luôn này. Đây, áo rất đẹp luôn. Mà con này nó cũng toàn thêu ấy, áo này mặc cực kỳ bền luôn. Mã P395 này, vai 50, bụng 51. Dài áo là 68 anh em nhé, dài áo là 68. Đây, con này tác còn rất mới này anh em này, chất liệu là cốt tông 100%, hàng made in Japan nhé, có tại Nhật. Đây. Mã tiếp theo này, con này của Z-Dep này, con này thì là nó không có cúc nhá, con này nó không có cúc này. Họa tiết của nó là thêu ở trên này, bên này thêu to rất đẹp luôn này. Chỗ cổ áo nó làm hình họa tiết caro cực đẹp luôn này. Đây nó hai cổ anh em nhé, đây cổ đây này, đây hai cổ này. Đây con này form size L này. Bên này nó là hình in nhá. In này. In óng ánh rất đẹp luôn anh em này. Đây, in cả cái vạch vạt bên này luôn. Đằng sau cũng thế nhá. Đằng sau nó là in hết cả con áo này. Đây. Đấy, nó thực ra là nó nhiều hình như này ấy thì là nếu mà là in thì nó sẽ mặc nó sẽ mát hơn anh em. Còn chứ nếu mà thêu hết cả chỗ chỗ này thì chắc là mặc nó rất là nóng ấy. Nên là nhiều khi là không phải cứ thêu nhiều là tốt đâu nha. Mỗi khi là in cũng rất là hay. Ở mã P396 này, ở vai 44, bụng 46. Dài áo là 67. Đây con này nó có cả vạt tay này, vạt tay, vạt cổ này. Đây, bên này của nó cũng là in nhé. Chất liệu là cốt tông này, cốt tông 100%. Đây. Con này là cũng made in Japan nhé. Made in Japan.
quả nào trông rất là hay. À, mã tiếp theo là em con này là Lecop Sportive. Lecop, con này không có họa tiết thêu anh em ạ. Con này không có hình thêu. Nó chỉ có viền cổ, viền tay thôi. Có một cái cúc bấm ở đây. Đây. Cúc chặt đây, cúc này anh em nhé. Tại con này độ mới nó khoảng 90%, 90%. Đây, áo Lecop. Mã P397 này, vai 42, bụng 53. À, dài áo là 70 anh em nhé. Dài áo là 70. Con này là chất liệu polyester 100% anh em nhé. Ngoài tag ở đây bị cắt mất rồi. Đây. Ngoài tag bị cắt mất ở đây. Trên này có cái tag nhưng mà tag này nó chỉ ghi chữ Nhật thôi. Nhưng còn ở dưới là nó cắt mất cái tag rồi. Ở mã P397 nhé. Vai 42, bụng 53. À, dài áo là 70. Lecop. À, mã tiếp theo là em Adidas nhé. Mã tiếp theo ở trên này. Theo này rất đẹp luôn anh em này. Đây, Clima 365 Michina tag đen. Cái này là cái hình in này, hình in đá bóng nhá. Đây, cũng kiểu áo đá bóng ấy, cho anh em mặc đi đá bóng. Mã P398 này. Bụng 57, dài 71 nhá. Đây, công nghệ Climalit của Adidas này. Con này mới lắm anh em ạ, con này mới 95% nhá. Chất liệu là polyester thể thao 100% này. Đây, tag này anh em này. Tác này, cung dự phòng này. Đây bên này nó có 3 sọc này. 3 sọc. Đây, mã Adidas. Mã tiếp theo là mã Fila, hàng của Ý này, Fila này. Đây, bên này nó có thêu nhá, cái chữ này là thêu này. Thế còn lại các cái chỗ này nó là in hết anh em ạ. In này, đây là in này. Này, đằng sau này nó là trơn. Ở mã P399, bụng 55 dài 69 anh em nhé. 55 dài 69, một con Fila mới 95% nhé. Áo cực mới luôn, chất liệu thể thao. Đây, con này là Made in China, polyester 100%, tag này. Ở mã QR này. Mã P399 nhé, bụng 55 dài 69 anh em nhé. Ở mã cuối cùng này mà em Tommy Hilfiger Form Size XL. Đây, con này kiểu dáng slim fit này. Đây con này độ mới nó rơi tầm khoảng 90% nhé. Họa tiết thêu này, thêu này. Đây, cúc nào nó cũng dập hiệu cho Tommy Hilfiger anh em nhé. Đây, có cái là cái chỗ đoạn này nó hơi bạc rồi anh em này. Đây này, con này của nó hơi bị bạc mất rồi. Mã P400, mã cuối cùng anh em nhé. Ở vai 43, bụng 50, ở dài áo là 77. Dài áo 77. Đây, một em Tommy màu rất là dễ mặc nhá, họa tiết rất là dễ mặc. Đây, dáng slim fit. Đây, tag này con này hàng mới đi Việt Nam nhá, tag này. Tag này cung dự phòng ở đây. Đây, cung dự phòng này anh em nhá. Đây, cung dự phòng này, tag này. Chất liệu là cotton 100% nhá. Mã P400, vai 43, bụng 50, dài áo là 77. Rồi vậy là em đã lên hết 30 mã áo Polo cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú các bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với em Dương theo số hotline bên dưới video nhé. Hẹn gặp lại anh em vào video buổi tối ngày hôm nay. Bye bye.